Chùa Bửu Long, quận 9. Chùa rất là rộng. Bên kia là khu bãi để xe. Về chùa rất rộng và rất đẹp. Ta đi lên sân phố của chùa. Ở hai bên là có hai con rồng rất đẹp. Ta đi qua bên phải đến sảnh chính của chùa. Nay cổng chính của chùa đã dán dây cảnh báo không cho đi lên đường đó, hơn đó đang để bảo trì bảo dưỡng. Và chùa rất là yên tĩnh. Lên cổng chính giữa đại điện. Đây có các phong cảnh rất đẹp. Kia là thánh đường chùa. Đây là lối đi lên chính. Thánh đường cổ kính đẹp. Ở đây chúng ta có thể nghe tiếng gõ mõ từ vọng từ rất xa. Và đây có một cái chúng ta đi lên đại điện. Ở ngay trên đại điện có hai con kỳ lân lớn. Bên tay phải, tay trái của chùa là tu viện kiến trúc rất đẹp. Thank you.
chúng ta phải bỏ dép ở dưới, đi lên đại điện. Trên này chúng ta có thể xuống hồ nước, đi lên đến đường thành phố. Rất là đẹp. Có những bạn trẻ chụp hình lưu niệm khi tham quan chùa. Các cột điện được làm bằng đá cẩm thạch, đẹp. Bố trí kiến trúc sự tinh tế, chụp hình lắm. Còn không phải bên ngoài chùa. Các sư thầy đang tưới nước. Đây là tham quan, tức là không khí trong lành, yên tĩnh. Chúng ta ở đây này có thể nghe được tiếng cái dế kêu. Trúc hoa văn rất đẹp. Hướng bên phải của chùa cũng có một đặt một bức tượng Phật ở đây.
cận với bên tay phải của chùa. Rất yên tĩnh, không khí trong lành. Cảnh phía ngoài rất đẹp. Chúng ta thấy hai sư thầy đang nói chuyện với nhau. Như này chúng ta có thể nhìn lên chùa. Đến chùa rất đẹp.
không khí rất trong lành, rất là thoải mái. Và đây cảm thấy người rất thân tình. Ở dưới gốc cây bồ đề. Tán cây rất lớn.